Đây là cái sườn xe, đây là sườn mới. À, mình vừa mới nhập về. Đây là nguồn hàng từ Thái Hà, Hà Nội chuyển vô. Nguyên một con sườn mới hết, đầy đủ đế cốc lái luôn. Rồi, bạn nào có nhu cầu mua cái sườn liên hệ mình ha. Có cả thùng xăng luôn, thùng xăng mới từ Nam Định, hàng chuyển lấy trực tiếp từ kho về nha các bạn, chứ không có thông qua cò lái nha. Rất là chắc chắn, đẹp như sườn mới, đẹp như sườn riêng.